Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Mẫu biệt thự Nhà Phương Đông giới thiệu ngày hôm nay tới quý vị là mẫu nhà mang mã số BT2-92186. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại với giá vô cùng ưu đãi. Hồ sơ phần kiến trúc chỉ 3.999.000 đồng. Đây là cơ hội để các bạn sở hữu một hồ sơ chất lượng với chi phí cực kỳ tiết kiệm, thay vì phải bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều lần như các hồ sơ thông thường. Quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được Nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay trở lại với mẫu thiết kế ngày hôm nay, đầu tiên, hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn tổng thể mặt bằng nội thất căn nhà nhé. Mẫu nhà có kích thước phủ bì mặt tiền là 10,4m, chiều sâu là 12,3m, diện tích sử dụng khoảng 228m2. Với công năng đầy đủ tiện nghi, bao gồm một phòng khách, một phòng thờ, một bếp ăn, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, một sân chơi và một sân phơi. Từ sảnh chính đi vào là phòng khách rộng 31m2. Đây là không gian để gia chủ đón tiếp khách tới nhà. Được sử dụng nội thất gỗ rất sang trọng và ấm áp. Phòng khách có thêm một cửa phụ dẫn ra ngoài sân rất thuận tiện cho di chuyển. Ngay tiếp theo đó là không gian phòng bếp ăn có diện tích 21m2, đầy đủ tiện nghi, là nơi gia đình quây quần, sum họp trong mỗi bữa ăn. Tầng 1 được thiết kế một phòng ngủ lớn diện tích 14,5m2, được thiết kế với vệ sinh khép kín rộng 4m2. Phòng này có thể dành cho ông bà để tránh bất tiện khi phải di chuyển lên cầu thang. Một phòng ngủ nhỏ hơn, dành cho khách hoặc người giúp việc, có diện tích 11m2, sử dụng nhà vệ sinh chung ngay bên cạnh. Hai phòng ngủ còn lại dành cho bố mẹ và các con được đặt ở tầng 2, có diện tích lần lượt là 20m2 và 14,5m2. Các phòng ngủ đều có hệ cửa sổ, cửa phụ để đón không khí trong lành. Quý vị có thể thấy hai phòng vệ sinh chung và riêng được đặt cùng vị trí theo trục thẳng đứng với vệ sinh bên dưới. Vị trí sân phơi để giặt giũ phơi phóng quần áo cũng được thiết kế ngay sát bên. Điều này sẽ giúp việc thi công các đường ống nước kỹ thuật thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Phòng thờ với diện tích 11m2 được đặt tại vị trí riêng biệt cùng hướng với mặt tiền, rất tôn kính và trang nghiêm, đồng thời cũng tiện cho việc cúng lễ. Phòng thờ có cửa lớn mở hướng ra khu vực sân chơi rộng 20m2 để thu hút luồng sinh khí tốt cho ngôi nhà, mang lại tài lộc, sức khỏe cho gia đình gia chủ. Có thể thấy công năng của ngôi nhà đã được các kiến trúc sư của chúng tôi nghiên cứu bố trí rất hợp lý, vừa đảm bảo tiện nghi, vừa phù hợp với yêu cầu sinh hoạt. Một ngôi nhà tuyệt vời thì không chỉ cần không gian nội thất, mà phần thiết kế ngoại thất cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hãy cùng Nhà Phương Đông ngắm nhìn những góc phối cảnh ngoại thất và hình ảnh thi công thực tế để hiểu thêm về mẫu biệt thự 2 tầng này nhé. Chỉ từ ánh nhìn đầu tiên, hẳn nhiều quý vị đã rất thích thú với cách phối màu độc lạ nổi bật trên nền trắng của căn nhà đúng không ạ? Cách phối hợp màu sắc phá cách nhưng vẫn rất hòa hợp với những mảng tường xanh xám độc đáo, màu ghi trung tính của đá tự nhiên ốc tường và cột, màu nâu vân vàng sang trọng của hệ bậc tam cấp, màu nâu trầm của hệ cửa chính bằng gỗ tự nhiên, màu xanh đen của hệ mái Nhật. Tất cả đã mang đến sự mới mẻ cũng như làm tăng giá trị cho công trình. Bên cạnh đó là hệ cửa phụ và cửa sổ kết hợp khung nhôm sinh pha và kính cường lực. Cách thiết kế này giúp tạo không gian mở, mang đến nguồn sáng tự nhiên cũng như làm tăng sự thoáng đãng cho nội thất bên trong. Ngoài ra, sử dụng cửa kính còn giúp mỗi thành viên trong gia đình dễ dàng quan sát và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Phần sân không quá lớn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố không gian xanh thoáng đãng. Cây xanh được sử dụng với số lượng vừa phải, bố trí phù hợp để tạo sự gọn gàng. Phần sân được lát gạch đá tự nhiên với độ bền, chống trơn trượt, rêu mốc, phù hợp với đặc điểm khí hậu Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường, Nhà Phương Đông đã thực hiện thành công rất nhiều công trình với đa dạng phong cách, mang đến sự hài lòng cho chủ đầu tư và gia chủ. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ khi mình làm việc và phục vụ khách hàng bằng cái tâm của người làm nghề, thành công mới thực sự đến với chúng tôi. Nếu quý gia chủ đang có nhu cầu thiết kế biệt thự hiện đại, hãy liên hệ với chúng tôi, hotline 0888 625 888 để được tư vấn thiết kế nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.